luôn đồng hiện xa phù. Anh ta nhìn quân ra tìm tiên, bạn ta cùng yêu dài tâm trong tiên. Mỗi muốn ta đi diệt tan cùng giặc cơn đuôi, mỗi muốn ta đi diệt tan bao vật buồn thù. Vì bàn chân ta đến nơi bùng lên, mỗi bàn chân ta đi tìm vấn chính ta sẽ rơi một đời xa. Mỗi muốn ta đi trên đường quê tiếng ca rực rỡ, anh dương đang bừng lên bóng đêm đang lùi xa. Mỗi muốn ta đi mi ta thành xa hai, nhưng lực lượng ta mỗi ngày một lớn lên. Hình hoàng thay cười chiến sĩ dài có con đi nam ai mơ. Quý vị đại biểu, quý thầy cô kính mến, thiết thực chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 2016. Đồng thời nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rút ra những phương pháp dạy học tích cực, từ đó giúp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Qua đó thắt chặt mối quan hệ giữa các trường trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Được sự thống nhất của lãnh đạo 4 trường trung học phổ thông, hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2016, trường trung học phổ thông Thới Lai long trọng tổ chức buổi giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý, chuyên môn, đoàn thể giữa 4 trường. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, tỉnh Tây Ninh, Trung học phổ thông Thanh Hòa, tỉnh Bình Phước, Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trường Xuân và Trung học phổ thông Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Đó là lý do của buổi giao lưu ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Đến tham dự buổi giao lưu hôm nay, chúng tôi vinh dự được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu. Về phía lãnh đạo, xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Ông Lương Hiển Huynh, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Thành, Chánh thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Phúc Tăng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Từ, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên Chuyên nghiệp Đại học thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Chi, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thới Lai. Ông Nguyễn Văn Ung, Phó Bí thư thị trấn Thới Lai. Ông Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch thị trấn Thới Lai. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thới Lai, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước. Ông Nguyễn Như Ri, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thới Lai, chuyên viên phòng giáo dục đào tạo huyện Thới Lai. Ông Lưu Lạc Bình, nguyên phó hiệu trưởng trường, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía đơn vị bạn, xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Thành Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lương Định Của, thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ. Bà Lê Thị Bé, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía Ban Giám hiệu các trường Trung học phổ thông, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Tất, Hiệu trưởng nhà trường. Bà Nguyễn Ngọc Gảnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Bà Phạm Thị Nga, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Về phía Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Thanh Hòa, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Định, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Bà Lương Thị Xuân Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Về phía Trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trường Xuân, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Lất, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ông Đặng Văn Lành, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Về phía Trường Trung học phổ thông Thới Lai, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Định, Hiệu trưởng nhà trường. Ông Đồng Quang Quyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Và ông Lê Thanh Long, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Về phía Công đoàn, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình. Ông Lê Thanh Tòng, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trường Xuân. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học phổ thông Thới Lai. Về Đoàn Thanh niên, xin được trân trọng giới thiệu ông Thái Công Ý, Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình.
ông Nguyễn Đức Anh, bí thư chi đoàn giáo viên trường trung học phổ thông Thanh Hòa. Ông Võ Chí Thức, bí thư đoàn trường trung học cơ sở trung học phổ thông Trường Xuân. Và ông La Văn Vũ, bí thư đoàn trường trung học cơ sở trung học phổ thông Trường Xuân. Ngoài ra hôm nay còn có sự tham gia của các quý thầy cô, quý phụ huynh là đại diện cho 4 trường trung học phổ thông tham gia giao lưu ngày hôm nay. Xin nồng nhiệt chào mừng và xin nhiệt nhiệt hoan nghênh chung. Một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức nồng nhiệt chào mừng quý đại biểu, quý thầy cô về tham dự chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lý và dạy học của các trường trung học phổ thông trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Xin trân trọng kính chúc quý đại biểu, quý thầy cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc chương trình thành công, tốt đẹp. Và kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, tiếp theo chương trình giao lưu xin trân trọng thầy Nguyễn Hữu Định, bí thư chi bộ hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thới Lai lên khai mạc chương trình giao lưu và giới thiệu tình hình địa phương đơn vị năm học 2015-2016. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể quý bậc phụ huynh học sinh, được sự chấp thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thới Lai, hôm nay trường trung học phổ thông Thới Lai tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý và dạy học giữa 4 trường trung học phổ thông Thanh Hòa của tỉnh Bình Phước, trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình tỉnh Tây Ninh, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trường Xuân và trường trung học phổ thông Thới Lai của thành phố Cần Thơ. Lời đầu tiên, thay mặt hội đồng sư phạm, phụ huynh và học sinh trường trung học phổ thông Thới Lai, xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến quý vị đại biểu, quý thầy cô đến từ các trường về đây để dự giao lưu. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể quý thầy cô, năm 2001, trường trung học phổ thông Thới Lai và trường trung học phổ thông Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, tiền thân của trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, tỉnh Tây Ninh ngày nay, đã thực hiện ký kết giao lưu thường niên nhằm trao đổi về kinh nghiệm trong công tác quản lý và dạy học. Và mối thân tình đó đã không ngừng được vun đắp, phát triển và nở rộ. Đến nay đã có thêm 2 trường là trường trung học phổ thông Thanh Hòa, tỉnh Bình Phước và trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông Trường Xuân cùng tham gia. Những người đặt nền móng cho mối quan hệ bền chặt trong suốt 15 năm qua phải kể đến là thầy Nguyễn Ngọc Sơn, nay là hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ; thầy Lê Minh Sơn, nay là phó giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch thành phố Cần Thơ; thầy Nguyễn Như Ri, chuyên viên phòng giáo dục đào tạo Thới Lai; thầy Nguyễn Tấn Đức, nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Dương Minh Châu của tỉnh Tây Ninh. Và từ đó đến nay, trường trung học phổ thông Thới Lai luôn duy trì các đợt giao lưu giữa 4 trường đều đặn. Lãnh đạo và giáo viên của các trường đã có những đợt giao lưu thăm hỏi lẫn nhau, từ đó xây dựng cái chương trình kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chỉ đạo, đặc biệt là trong các công tác chuyên môn, hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên để cùng nhau tiến bộ. Buổi giao lưu ngày hôm nay cũng không nằm mục đích nêu trên và hai nội dung chính. Thứ nhất, nội dung thứ nhất là các trường sẽ báo cáo một cách ngắn gọn về tình hình của trường trong năm học này, tức là năm học 2015-2016. Nội dung thứ hai, đại biểu, phụ huynh học sinh, ban giám hiệu các trường sẽ tập trung về hội trường để tọa đàm về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2016, chia sẻ những kinh nghiệm đã áp dụng. Riêng các bộ môn của các trường sẽ sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề mà trường Trung học Phổ thông Thới Lai đã gửi kế hoạch cụ thể như sau. Ở bộ môn Toán sẽ sinh hoạt về chuyên đề ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2015-2016. Bộ môn Lý sinh hoạt chuyên đề vận dụng kiến thức, trong đó có lãnh đạo quản lý là 4, 91 giáo viên và 7 nhân viên. Tất cả đều đạt chuẩn và trên chuẩn, thầy cô tâm huyết với nghề, tận tâm và trách nhiệm với học sinh, thực hiện tốt phương châm tất cả vì học sinh thân yêu và thi đua dạy tốt, học tốt. Nhà trường có chi bộ trực thuộc huyện ủy Thới Lai với 43 đảng viên, hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh hoặc là trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Về quy mô lớp học sinh, trường có 40 lớp với 1.531 học sinh. Hầu hết các em đều chăm ngoan và chăm chỉ trong học tập. Về cơ sở vật chất thì nhà trường có hai khu, khu 1 là khu chúng ta đang sinh hoạt ở đây, có diện tích là 6.985 m², gồm có 21 phòng học kiên cố, 3 phòng tạm và 3 phòng bán kiên cố. Ở khu 2 có diện tích là 19.620,2 m², tức là đối diện với khu 1. Thì khu này nhà trường sẽ dùng cho các hoạt động giáo dục thể chất, rồi giáo dục quốc phòng an ninh, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Với số học sinh khá đông, trong khi diện tích khu 1 còn chật hẹp, nên đây cũng là cái khó khăn của nhà trường trong thời điểm hiện tại và cũng như những năm tới.
Thì cũng báo với quý thầy cô, trong năm học vừa qua chúng tôi đã phải tận dụng tất cả các cái phòng chức năng bộ môn lý hóa sinh rồi hậu trường để thực hiện cái công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém. Tuy vậy, được sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, nhà trường được trang bị khá đầy đủ các thiết bị phục vụ công tác dạy học, gồm có 3 phòng bộ môn lý hóa sinh, 3 phòng máy vi tính, rồi 1 phòng thư viện. Tất cả các phòng bộ môn và thư viện đều đạt chuẩn. Dự kiến trong thời gian tới thì nhà trường cũng đang đề nghị để xây mới phòng học ở khu 2 theo cái lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trong quá trình dạy học ở nhà trường thì giáo viên luôn bám sát nguyên tắc và các phương pháp dạy học tích cực nhằm hình thành và phát triển năng lực học sinh về kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, và coi đây là một trong những biện pháp để chúng ta thực hiện đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả. Trong quá trình dạy học thì nhà trường luôn chú trọng đến việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp 3 môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội. Nhà trường và xã hội để giáo dục cho đạo đức học sinh, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để giúp học sinh nhận thức, hình thành ý thức và chuyển hóa ý thức thành hành vi, thói quen tốt. Năm học qua, nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, và mục tiêu của nhà trường trong năm học này là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, định hướng nghề nghiệp cho học sinh và các chất lượng phong trào mũi nhọn như là phong trào học sinh giỏi, tạo mọi điều kiện cơ hội để cho học sinh phát triển tài năng, thi đỗ tốt nghiệp và thi đỗ đại học ngày càng cao, rồi phát triển kỹ năng cho học sinh tự tin bước vào cuộc sống hội nhập, tạo môi trường sư phạm thân thiện để học sinh học tập và rèn luyện. Đến thời điểm hiện tại thì nhà trường đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của 5 nhiệm vụ giáo dục đã đề ra theo kế hoạch ở đầu năm học, với 17 học sinh giỏi bộ môn cấp thành phố, 2 học sinh giỏi đạt giải hội thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố, rồi 1 học sinh đạt giải khuyến khích Olympic tiếng Anh cấp thành phố, 4 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Như vậy thì còn 2 kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố chưa có kết quả. So với điều kiện hiện tại của nhà trường, thành tích nêu trên là kết quả cũng đáng được ghi nhận. Mặc dù chưa phải là cao, nhưng chúng tôi cũng tin tưởng rằng với sự thành công của nhà trường trong thời gian tới, và chúng tôi cũng tin tưởng vì bên cạnh chúng tôi luôn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, có sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thới Lai, và đặc biệt là sự đồng hành của phụ huynh học sinh, các tổ chức cá nhân ngoài nhà trường luôn luôn hỗ trợ về ngoài mặt. Thưa quý vị đại biểu, thì trong cái buổi giao lưu ngày hôm nay, chúng tôi cũng mời tất cả chi hội trưởng của 40 lớp về đây để tham dự cái buổi giao lưu, để nắm được cái tình hình chung của nhà trường. Và hy vọng trong buổi giao lưu ngày hôm nay sẽ được học hỏi thêm nhiều bài học kinh nghiệm từ các trường, để từ đó chúng tôi thực hiện cải tiến và làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể quý bậc phụ huynh, trong buổi giao lưu này có nhiều ý nghĩa và tầm quan trọng trong hoạt động trao đổi kinh nghiệm, và đề ra nhiều nội dung thiết thực nhằm tăng cường, củng cố, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các trường. Một lần nữa, thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường, thay mặt phụ huynh học sinh và toàn thể học sinh trường Trung học phổ thông Thới Lai, kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống, và chúc cho buổi giao lưu của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Ngày 10 tháng 8 năm 2000, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có quyết định thành lập trường Trung học phổ thông liên xã Dương Minh Châu, và đến ngày 20 tháng 11 năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh lại có quyết định đổi tên trường thành Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình. Để biết rõ hơn về trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Quang Tất, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, lên giới thiệu tình hình địa phương và đơn vị trường trong năm học. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô cùng quý phụ huynh. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt tập thể đồng sư phạm trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, Tây Ninh gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh lời chúc khỏe, lời chào thân ái. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, thực hiện biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo các trường, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình lần họp mặt các trường năm nay được tổ chức trọng thể tại trường Trung học phổ thông Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Thay mặt trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình, tôi cũng xin nhắc lại thành phần đoàn giao lưu của trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình như sau. Về phía Sở dục đào tạo Tây Ninh, thì giờ trường đã mời lãnh đạo của Sở dục đào tạo Tây Ninh. Về phía huyện Dương Châu, thì giờ trường đã mời
lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Dương Châu. Nhưng mà đến lúc chót thì lý do công tác đột xuất đó là không có tham dự buổi giao lưu ngày hôm nay được, cũng xin lỗi đến trường Trung học phổ thông Thái Lan. Về phía nhà trường thì có bám hiệu, về công đoàn có chủ công đoàn, về đoàn trường có bí thư đoàn trường, và về các tổ chuyên môn thì có tổ trưởng, tổ phó. Ngoài ra thì có trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường. Về tình hình đơn vị trong năm học 2015-2016 thì tổng số cán bộ giáo viên nhân viên là 58 người, trong đó là bám hiệu 3, giáo viên trực tiếp giảng dạy là 49, nhân viên là 6. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, thạc sĩ là có 3, đang theo học cao học là 3. Tổng số học sinh là 890, trong đó có 10 là gồm 9 lớp, có 1 gồm 7 lớp, có 2 là 7 lớp. Cơ sở vật chất đảm bảo dạy 2 buổi trong ngày. Nguyễn Hoàng Tất đã cho chúng ta hiểu thêm về trường Trung học phổ thông Nguyễn Thế Bình, và một lần nữa xin nồng nhiệt chào đón quý thầy cô, quý đại biểu của trường Trung học phổ thông Nguyễn Thế Bình đến với chương trình giao lưu ngày hôm nay. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, tiếp theo chương trình giao lưu xin trân trọng giới thiệu cô Lương Thị Xuân Hương, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thanh Hòa, giới thiệu tình hình địa phương và trường Trung học phổ thông Thanh Hòa năm học 2015-2016. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các đồng chí trong ban lãnh đạo của ban giám đốc sở giáo dục tỉnh Cần Thơ, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa tất cả các thầy cô giáo có mặt trong buổi giao lưu hôm nay. Trước hết cho phép tôi thay mặt ban lãnh đạo trường Trung học phổ thông Thanh Hòa, hội đồng sư phạm của trường cùng hơn